Xin chào, hôm nay cô sẽ dẫn các bạn đi du lịch ở miền Trung nước Úc, nơi mà cách xa thành phố Sydney. Chúng ta sẽ tham quan cái phiến đá Uluru nhé. Nó là một cái phiến đá đỏ linh thiêng. Cùng xem video với cô nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái fact đầu tiên về cái phiến đá này. Và đừng quên là mang giấy bút ghi lại những cái từ vựng mà chúng ta cần học nhé. Thứ nhất nhá, Uluru or Ailes Rock is a large sandstone rock formation located 450 kilometers away from Alice Springs in the middle of the Australian outback. Yeah. Cái phiến đá Uluru này, hay được gọi là Ayers Rock, là một cái phiến đá sa thạch do cát kết lại mà thành. Rồi, và nó ở 450 km xa khỏi cái suối Alice, và nằm ở cái vùng hẻo lánh miền Trung nước Úc. Ok, thì chúng ta có từ sandstone. Ok, được, đây là từ ghép đúng không? Bằng sand và stone. Sand là cát, stone là đá. Ok, thì mình ghép hai cái từ đấy vào sandstone. Sandstone, ok. Nó là cái đá thạch nhá. Tức là cát nó kết lại thành đá. Ok, và từ tiếp theo là outback. Outback, đúng không? Nó là cái vùng xa xôi hẻo lánh. Ok, cái fact thứ hai nhỉ, Uluru is estimated to be around 600 million years old. Đấy, Uluru được đánh giá là nó khoảng 600 triệu năm nhá. 600 triệu năm. Ok, đấy, Uluru đúng không? Được đánh giá. Đấy, cái động từ estimated nhá. Nó là động từ to be cộng với lại estimated nhá. To be estimated là được đánh giá. Ok, động từ của nó là estimate. Ok, còn danh từ cũng thế, danh từ là estimate. Ok, fact thứ ba chúng ta sẽ xem nha. Is originally set at the bottom of the sea, but today stands 348 meters above ground. Đấy, ngày trước ấy, khởi nguyên ấy, thì nó là nằm ở dưới sâu lòng biển, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó cao 340 mét trên mặt nước. Ok, đấy, ở đây mình có từ above, tức là ở trên mọi thứ. Ok, fact thứ tư nhá. Uluru is monolith, which means one really big stone or mountain. Uluru is 3.6 kilometers long, 1.9 kilometers wide, and 9.4 kilometers around the base and the covers. It's 33 square kilometers. Yeah. Okay. Uluru là một cái đá nguyên khối nha. Nó là một cái tảng đá to nguyên khối. Và cái chiều dài của nó là 3.6 km. Rộng của nó là 1.9 km. Cái phần đáy của nó, vòng tròn đáy của nó là 9.4 km. Và cái diện tích tổng của nó là 3.33 km vuông. Ở đây chúng ta có từ monolith. Monolith, có nghĩa là đá nguyên khối. Ok, fact thứ 5 nha. Climbing Uluru would be hard work. Most of the sides go almost straight up. And the top is flat. Ok, để leo được cái núi cái tảng đá Uluru này á, thì rất là khó khăn, bởi vì là tất cả các cái vách của nó thì đều là dựng thẳng nhá, và cái đỉnh của nó thì bằng phẳng. Đấy. Và các em để ý cho cô cái từ climbing nhá, chúng ta âm b ở đây là âm câm không nói climbing nhá. Rồi fact thứ 6 nha. Uluru is notable for appearing to change color at different times of the day and year, most notably when it glows red at dawn and dusk. Ok, chúng ta sẽ dịch nha. Uluru thì được chú ý bởi vì là nó thay đổi màu sắc vào những cái thời điểm khác nhau trong ngày hoặc là trong năm. Đấy, và đặc biệt là nó chuyển sang kiểu như là rực sáng màu đỏ ấy, vào hoàng hôn hoặc là bình minh.
Yeah. Okay. Bây giờ mình xem cái tính từ notable. Yeah. Notable. Notable. Okay. Nó là đáng chú ý. Okay. Rồi. Noun. Danh từ của nó cũng là notable. Yeah. Nó là cái sự chú ý. Và một cách đáng chú ý, adverb thì chúng ta sẽ sử dụng là notably. Notably. Right. Okay. Tiếp tục một từ nữa là glow. Glow. Có nghĩa là rực sáng. Yep. Okay. Bình minh nhá, chúng ta có từ dawn nhá, yeah. Dawn. Okay, nó bằng với lại sunrise. Okay. Đấy, hoặc là chúng ta có cụm là at the break of dawn nhá, yeah. bằng với là in the early morning. Okay. Rồi, và cái từ hoàng hôn là dusk. Dusk. Okay, nó bằng với lại sunset. Yep. Ok, chúng ta sang fact thứ 7 nhé. Uluru was declared a World Heritage Site by Global Body UNESCO back in 1987. Đấy. Uluru thì được tuyên bố là một cái di sản thế giới toàn cầu bởi UNESCO vào năm 1987 nhá. Thì các em để ý cho cô ở đây mình có hai từ là to be declared. Yeah, declared, declared. Okay. Động từ nguyên thể của nó là to declare, declare là tuyên bố, đúng không? Còn to be declared là được tuyên bố. Yep. Chúng ta có tính từ của nó là declarative, declarative. Yep. Và sự tuyên bố là declaration. Okay, lời tuyên bố ấy. Yep. Okay. Từ tiếp theo là global, global, global. Yep. Okay, nó là toàn cầu, đúng không? Tính từ. Đấy, thì mình có động từ toàn cầu hóa, yep, là globalize, globalize. Okay? Và sự toàn cầu hóa thì sẽ là globalization. Okay? Rồi, fact thứ 8 nhé. In 1997, it was also put on the World Heritage Site list as a cultural site because of its importance to the local aborigines. Yep. Và năm 1997 thì nó cũng được đặt vào cái danh sách di sản thế giới, di sản văn hóa thế giới bởi vì cái tầm quan trọng của nó đối với thổ dân nơi đây. Yep. Đấy, ở đây chúng ta học được cái từ importance, importance, importance. Okay? Nó là sự quan trọng, đúng không? Danh từ. Vậy thì tính từ của nó sẽ là important, important. Nó có T đằng sau, important. Okay. Còn không quan trọng thì mình cho cái tiền tố ở đằng trước là unimportant. Yeah, unimportant. Okay. Đấy, hoặc là cái sự không quan trọng thì là unimportance, unimportance. Okay. Okay, chúng ta đến cái facts cuối cùng nhá. Stargazing at Uluru is something that just has to be experienced. The sky above Uluru in Australia is one of the most impressive skies in the world. Yeah. Cái việc ngắm sao ấy ở Uluru là một cái thứ mà chúng ta nhất định là phải trải nghiệm. Okay. Cái bầu trời ở trên cái tảng đá Uluru đấy, nó là một trong những cái tảng đá mà gây ấn tượng mà tuyệt vời nhất trên thế giới. Yep. Chúng ta học cái động từ ngắm sao nhá. Đấy. To stargaze, đúng không? Stargaze. Thì ở đây nó là stargazing, đúng không? Stargazing, việc ngắm sao. Động từ là stargaze nhá. Star là sao, đúng không? Gaze là ngắm nhìn. Stargaze. Yep. Ok. Rồi. Sau đó là chúng ta có danh từ experience nhá. Ở trong bài thì nó là động từ. Yeah, nó là trải nghiệm một cái thứ gì đó, to experience. Yeah. Còn một trải nghiệm, hai trải nghiệm thì chúng ta có thể nói là experience. Yeah. Số nhiều là experiences. Đấy, và khi mà các em sử dụng experience như là danh từ không đếm được và không bao giờ có số nhiều ấy, thì nó có nghĩa là kinh nghiệm. Ok, đấy, nhớ cho cô từ này. Tiếp tục còn một từ nữa đó là impressive. Impressive là tính từ, đúng không? Gây ấn tượng. Yeah. Đấy, nó rất là ấn tượng. Ok. Trạng từ của nó sẽ là impressively. Impressively. Ok. Và danh từ của nó là impression. Impression. Yeah. Đấy. The first impression is really important. Đúng không? Cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng.
Yeah. Bây giờ chúng ta recap lại những cái từ mà chúng ta học được ở trong cái bài về tảng đá Uru này nhá. Rồi, thứ nhất là sandstone, ok? Thứ hai, outback. Thứ ba, to estimate. Thứ tư, monolith. Yeah. Thứ năm là notable. Thứ sáu, glow. Thứ bảy, dawn. Thứ tám, dusk. Yeah. Thứ chín là to declare, ok? Thứ 10, global. 11, importance. 12, stargaze. 13, experience. Yeah. Và cuối cùng là impressive. Ok, đấy, tảng đá linh thiêng Uru đã cho chúng ta rất là nhiều từ vựng hay, các em hãy học nhé. Bye bye!